con. Cô cũng hổ mày. Trời ơi, ao hạt không ai coi, đéo nổi. Ủa? Nước nhiêu vậy? Ai đến rồi vậy? Đến rồi. Lát qua đó mua lại. Gì anh? Nó lật qua phường luôn mày. Phải để anh hấp á. Ôi, má. À, chí mạng. Bình đời nữa. Mông. Phải tại xe cao, dụng đâm cao nên mẩy cũng được á, nó thiệt. Má, chưa gì đời ba thằng câu tại anh thấp á. Không thiệt mà, để nó cao nên đẩy qua khó. Tặng đôi vớ nha. Đúng rồi. Có cà thẻ không? Anh mấy nữa để cào. Không anh. Cứ khoảng đi anh. Quá rồi. Bây giờ quá đâu. Anh để đôi vớ này nha. Ừ. Còn đeo đi chỉnh chơi. Màu khác nè. Không mà không khoác anh Vũ. À, áo khoác anh đang bán 550.000 anh Vũ. Tranh thủ quảng cáo, tranh thủ quảng cáo. Ok, bye bye bro. Con này lắm mà anh chưa bỏ vào tới 9 rồi. Vậy hả? Mà tới 9 full đồ. Ghê thiệt. Ủa đủ có trang rồi. Chìa khóa đây nha. Bye bye mấy anh em nha. Bảo đẹp ghê chưa? Ủa quân đâu trời? Nắng nóng dẫn nhau đi một vòng vậy đó, có chịu nổi không? lớn hết xỉu. Ôi trời không ốm kìa đâu. Ai cũng quẹo phải kẹt xe, bấm kèn là bấm kèn sao ta? Vô học. Cắt đôi rồi. Cái gì? Đường này đi thẳng lên ra hổ thêm 2 phải không? Được, 1 thẳng hoài bữa trái. Sài Gòn bơ á. Này dài quá. Đi bị đụng đây nè, nhưng mà nó lại che gió tốt. Rồi, hết hồn. kiếm một phơi đủ không anh? Đủ qua mua đời với thôi mọi người mua cái áo á, kiếm mấy cái hoài bảo nữa, mấy cái hoài bảo nữa. Giỡn hoài cái xe 390 màu trắng trắng đem ra ngoài đường để giùm hoài bảo luôn, trầm cảm luôn, buồn luôn, buồn luôn, tức quá. Vô mấy lạnh xíu bạn ơi, nóng quá. Còn Hiếu chạy mất tiêu không thấy, không quay phim được luôn. À, áo khoác luôn.